Câu lạc bộ Hà Nội có buổi tập cùng tân huấn luyện viên trưởng Đinh Thế Nam trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam chiều 1 tháng 12. Chưa đầy một tháng qua, đội bóng thủ đô đã có 2 lần thay đổi vị trí trên băng ghế huấn luyện. Chuỗi thành tích 4 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường khiến lãnh đạo đội bóng thủ đô mất kiên nhẫn và quyết liệt thay đổi thuyền trưởng để chờ một kết quả khả quan. Trận thua 3-5 trước Hải Phòng ở ngày ra quân V-League về cơ bản vẫn chưa phải là vấn đề nghiêm trọng với Hà Nội FC khi họ còn rất nhiều trận đấu nữa đang chờ đợi phía trước. Tuy nhiên, nhiều điểm yếu của đội bóng thủ đô đã được bộc lộ ở trận thua này, đặc biệt là hàng phòng ngự chơi kém hiệu quả kể từ khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh ra đi. Nắm quyền đương kim á quân V-League, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho biết ông sẽ có một số thay đổi trong lối chơi và sơ đồ, cải thiện khâu phòng ngự đang còn nhiều hạn chế, khả năng đọc tình huống, bóc lót và hỗ trợ của cầu thủ Hà Nội. Đối thủ đầu tiên của Hà Nội FC dưới thời huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ là đội bóng cùng thành phố Công an Hà Nội. Ở trận derby thủ đô tới đây, tuyển thủ đội tuyển quốc gia Đỗ Duy Mạnh nhiều khả năng vắng mặt. Tại buổi tập gần nhất, cầu thủ này phải tập riêng. Thông tin từ Hà Nội FC cho biết, Mạnh bị quá tải cơ vì thi đấu nhiều nên được ban huấn luyện giảm tải và cho nghỉ ngơi. Sau chuỗi thành tích bết bát, câu lạc bộ Hà Nội đang rất cần một chiến thắng để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ cũng như cho chính bản thân cầu thủ. Tuy nhiên, mong ước ấy sẽ không dễ dàng thực hiện vì đối thủ của họ ở trận đấu tới đây sẽ là Công an Hà Nội, sở hữu những cầu thủ vô cùng chất lượng. Một điểm chia đều cho hai đội là kết quả mà nhiều người hâm mộ dự đoán cho cuộc đọ sức diễn ra vào ngày 3 tháng 11 tới.